Tell my người xem à, ở bên Mỹ nó chết ở giữa đường giữa chợ. Nghe nói là bên Mỹ giáo dục hay lắm à. Sao ở đầy đường chích chóc, xong rồi homeless loạn xì ngầu lên, không thấy đứa nào nó khoe cả. Nào, mọi người nhìn, dã man con ngan luôn. Chích chóc loạn xì bằng ngầu lên à. Ui giời ơi à. Nằm đường, nằm vạ, nằm vật, nằm nung tung, nằm everywhere. You know maybe support con mẹ à. Nằm. Em chào chị Lê, chào bố, chào thắng dâu, thắng dấu, thắng dầu. Nào, Việt Nam chắc cũng có nhưng mà không đến mức độ như thế này đâu, cả một cái thành phố. Ôi rồi ôi, đấy tự do đấy, tự do được chích, tự do. Mọi người có nhìn thấy không, hình như hôm qua mình share ra nhưng mà không ai xem được mấy cái này. Cho nên mình cho mọi người trực tiếp xem một tí cho nó đỡ buồn. Đó, ui giời ơi, sợ chưa? Ui giời ơi. Đó. Mà vậy mà chúng nó bảo là người Việt Nam dã man, người Việt Nam ăn chó dã man. Mình thấy mấy cái này mới là dã man này. Đấy. Con cái mình mà nó như thế này thì làm sao? Ôi giời ơi, này đứng lên không nổi nữa luôn. Này, nhìn nó rõ không? Người vô gia cư à chị? Người nghiện bạch phiến á, nghiện thuốc á, đầy đường, đi không nổi, nằm vạ nằm vật khắp nơi. À, dã man chưa? Mỹ đấy. Đây là kết quả của sự hiện đại đây. Sướng chưa? Đấy, đấy. Đấy. Ghê quá em gái nhờ. Không phải ghê nữa mà là quá dã man luôn. Đấy, nhìn rõ. Ôi giời ơi, thuốc lá vật đấy. Thuốc lá vật xong rồi đi không vững luôn. Cắm đầu xuống cả một cái khu phố này luôn. Đấy. Tại sao sung sướng là kết quả của cái sự tự do, kết quả của cái đồng tiền nó làm cho con người thành như vậy. Rồi. Kinh khủng chưa? Mọi người thấy ghê không? Hình như không được rõ. Mọi người thấy có bao giờ chúng nó khoe lên trên này, chúng nó khoe Mỹ tự do đấy, tự do chưa, sướng chưa? Đấy, đồng tiền nó làm cho con người như thế đấy. Cái hậu quả của sự giàu có rồi có nhiều tiền thì phải đi hưởng thụ, phải phê cho nó. Rồi, úi giời ơi, làm la liệt trong này. Ôi giời ơi, thấy dã man chưa? Đấy, Mỹ đấy. Mình xe lên nó không cho xem, mọi người ở Việt Nam mình như cũng không xem được hay sao ấy. Nó không cho xem mấy này ấy sao ấy. Đến khi mà mình xem lên rồi mình vào Facebook mình xem nó cũng không xem được luôn. Bố mày tức, bố mày cho trực tiếp luôn. Đó. Đấy, những cái cảnh này không thấy cái bọn ba que xỏ lá nó đi nó khoe. Nó so sánh. À, quên người yêu. Ai người yêu ở trên này đấy. Ờ, yêu mấy đường gì ra lấy nữa. Dã man chưa? Đấy, sang Mỹ mà ở đi. Yeah.
Tại sao có những cái tình cảnh như thế này? Hả? Đồng tiền đấy, sức mạnh của đồng tiền, cái sự dã man của đồng tiền nó làm cho con người như thế này này. Đấy, đồng tiền đấy, bao nhiêu đứa nó giàu có trên cái thân xác của những cái con người như thế này. Chúng nó là nhân đạo, chúng nó nói luôn luôn là cái gì nhỉ? Nhân quyền mới lại nhân đạo mới lại cái gì? Đó, nhìn thấy chưa? Ôi trời ơi, nhưng mà nó làm ra những cái chất thuốc như thế này, nó hại con người người ta, xong nó bán cho người ta, nó đến đây nó bán cho người ta, xong rồi bắt đầu nó ăn trên trên thân xác của người ta, nó làm cho người ta như thế này đấy, có dã man tàn bạo không? Người ăn thịt chó dã man hay là những cái đứa nó làm ra những cái này nó dã man rồi mang nó bán xong nó cho những cái đứa trẻ nó nghiện ngập như thế này, đầy đường đầy phố. Đó. Đó, chúng nó nói thì giỏi lắm, nói thì có vẻ nhân đạo lắm, nói thì có vẻ hay lắm, cái gì cũng hay hết. Nhìn thấy dã man chưa? Khốn nạn như thế này. Những cái đứa đi làm giàu trên thân xác của người ta, cái người hút chích này bò ra đường xong rồi, rồi ôi khổ chưa. Chờ tí nhá, mình bảo tắt cái bếp. Kinh khủng cho mọi người nhìn không, dã man luôn. Đó. Đâu thấy đứa nào nó khoe những cái cảnh này cho người Việt Nam xem đâu. Hả? Chúng nó chỉ nói là giáo dục Mỹ là giỏi lắm, hay lắm. Đây, bò ra đường đây, nằm ra đường để bò ra đường. Đó là chính sách của bọn CIA. Đấy, nó làm giàu trên thân xác của người ta như thế này. Đấy, làm cho nắm tiền vào. Hiện đại mà, hiện đại thì phải nhiều tiền, nhiều tiền thì phải nhiều thứ để hưởng thụ, hưởng thụ xong rồi chích choác xong rồi bò ra đường như thế này. Đây là hậu quả của sự tự do đấy, hậu quả của tự do đấy. Xong thấy mấy bọn ba que sổ lá mang những cái này ra mà khoe đi, khoe mấy người ta dã man chưa. Ôi dồi ôi, mọi người có thấy sự tàn bạo của chúng nó không? Đấy, khoe đi. Đâu có thấy, hello, chào tất cả nha. Đâu có thấy bọn ba que sỏ lá nó khoe những cái này cho mọi người nhìn đâu. À, chúng nó chỉ khoe là ô, sang đấy sướng lắm, sang Mỹ sướng lắm, được ăn trợ cấp này, được đi khám bác sĩ, đi 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 khám bệnh miễn phí này, đi cái gì cũng miễn phí này. Úi giời ơi này, miễn phí này, nhìn này, dã man chưa, dã man con ngan chưa. Ôi giời ơi, lầm bò ra đường xong rồi á, nhìn thấy mấy cái đứa mà nó bị thuốc nó vật á, nó vật lên vật xuống rồi. Ôi này, toàn giới trẻ nhá, trẻ nhá, bọn này chỉ 20 21 tuổi là căng đấy. Tự do đấy, sang đây mà tự do, nếu mà mình có con có cái như này thì mình nghĩ làm sao đây hả? Sung sướng chưa? Ở bên này con cái đâu có đánh được chúng nó đâu hả? Bố mẹ đâu có quyền hành gì với chúng nó đâu. Nói nó hiểu, nó nghe thì nó thành người, mà nó không nghe thì là nhìn này, ôi giời ơi. Đấy, những cái cảnh này sao không thấy cái lũ ba que xỏ lá nó khoe ra cho người ta xem hả? Này, ôi giời ơi, cả một cái khu phố này toàn là như thế này thôi. Đến đây mà mua nhà, đến đây mà chắc cái nhà cho ở miễn phí quá. Ngày xưa có thần cẩn thằng Nhu là tay chân của CIA, CIA bán thuốc phiện hại người dân miền Nam Việt Nam. Ôi, thì những cái đó đấy, từ tư bản nó mang sang chứ còn gì nữa.
tụt quần tụt áo ra rồi ăn mặc sexy, ăn mặc khiêu gợi cũng là tư bản nó mang vào đấy. Nhưng mà khi Việt Nam mà học những cái đấy thì không thấy chúng nó khen hả? Đấy là tư bản mang vào đấy, làm gì nữa. Xong nó nói là ô, đây là văn hóa của cộng sản này kia cái thứ, văn hóa của cộng sản như tư bản nó mang vào ấy. Đâu phải văn hóa cộng sản như vậy đâu. Này, ôi. Người này nằm la liệt ở dọc cái khu phố này, rồi chích choác, rồi nó mang đồ ra nó bán cho người ta, xong bắt đầu nó hại dân vậy. Những cái này sao không thấy bọn ba que sọ lạ đâu. Đó, mọi người nhìn thấy dã man chưa? Vãi linh hồn. Xem những cái cảnh này sợ chưa? Đấy, những cái đấy thì không thấy chúng nó nói. Bây giờ còn nhiều nữa. Bây giờ dịch bệnh này còn nó căng thẳng nữa. Bên mình bây giờ cái bên Úc này bây giờ ngày hôm nay bao nhiêu người bị nhỉ? 1.900 bao nhiêu người, gần hai người bị nhiễm bệnh rồi, ngày một riêng một ngày hôm nay đấy. Đấy, Việt Nam nó nghèo như thế, nghèo từ xưa đến nay rồi mà dịch bệnh như thế vẫn thua Mỹ. Bây giờ nó làm thuốc nó bán cho toàn thế giới này, cuối cùng là thằng nào là thằng được lời. Thằng làm ra thuốc là nó được lời. Cho nên những người ta mà đi người ta kiện nó cũng có cái lý do của người ta. Rồi những cái người chính phủ phải bỏ tiền thuế của người dân ra mua thuốc của cái bọn đó, xong về tiêm miễn phí thì đương nhiên phải mua thuốc của chúng nó rồi, mà nó khắp thế giới này phải mua thuốc của chúng nó. Dã man chưa? Cả một cái khu phố này á, toàn homeless thôi. Bây giờ hết đeo thà, đéo ta, xong bây giờ lại đến mù. Bệnh đéo ta, đeo thà, xong bây giờ lại mù. Nó truyền nhiễm khắp thế giới rồi. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, Mỹ đây, không thấy đứa nào nó khoe hết. Chúng nó ngậm tăm luôn. Mà bố bảo chúng nó dám đến những cái khu phố này để nó quay. Những cái người ta đến đây người ta quay, người ta cũng phải là cái dân đó, ghê gớm lắm mới quay được những khu này. Bọn ba que sỏ lá dám đến đây quay không? Dám bước chân vào đây không? Nó nhìn thấy đầu đen nó đập cho vết nhè ra. Thời Việt Nam Cộng Hòa là nhất Mỹ nhì đĩ mà. Thì bao nhiêu lính Mỹ nó sang Việt Nam như thế thì phải nó cần nhiều cái sự nhu cầu phục vụ sách cho nó, phục vụ tình dục cho nó. Này, đứng lên không nổi á. Đó. Đây cái sự dã man của tư bản nó là như thế này đấy. Mẹ làm ra đồng tiền làm như chó, xong rồi đi mua thuốc phiện hút để phục vụ cho cái bọn giàu có đó. Đấy, sướng giờ có những người ta đi buôn bán mạch phiến á, người ta một thời gian á, cũng nhiều người cũng khôn biết dừng rồi á, tu trí làm ăn. Nhưng có những người á, lao vào cái đồng tiền nó như thế này đây, hại con người ta như thế này đây. Bà tiên tri mù Vengen đã tiên đoán là châu Âu sẽ chết 2/3 nửa người cho do virus nạ và rồi cái đấy mình cũng không biết. Đứng lên không nổi. Bây giờ mình thử đặt ở con cái mình mà như thế này thì nó làm sao? Đấy, giàu có đấy. Ông này cũng khoảng 30 mấy 40 tuổi rồi hết. Đấy, cái này là hậu quả của sự hiện đại, hậu quả của sự phồn vinh.
cuộc sống ấy càng hiện đại bao nhiêu thì con người càng cực khổ bấy nhiêu, mình phải phục vụ cho cái sự hiện đại đó, đúng không? Làm ra một cái xe đẹp mình phải đâm đầu cắm cổ trồng mông trồng tỉ lên này đi làm. Bọn nghiện ngập cái thuốc này nó làm cho con người như thế, nó chỉ cần thử một hai lần thôi là nó thành nghiện rồi. Mà những cái đấy nó giống như là nó làm nó thôi miên con người ta đó. Ta buồn, người ta chán rồi, thất tình rồi, ly dị vợ con rồi này kia các thứ, thế là nó sẽ kéo vào trong cái này. Nếu mà ai mà không đủ cái cứng rắn á thì sẽ bị nó lôi cuốn vào cái đồng tiền. Rồi những cái người ham muốn cái này, trách là trách cái thằng làm ra những cái thứ này và những cái thằng nó mang đi bán những cái thứ này. Mình đâu biết được, bây giờ mình già rồi thì không nói, nhưng mình những cái lớp trẻ đó không nói mạnh được, nó cuốn vào cái những cái này nó dễ lắm. Bây giờ ở trong trường học nó cũng có một cái bọn chuyên môn đi rình mò những cái đứa trẻ con á, rồi kêu chúng nó hút chích, rồi để cho cái bọn ấy nó nghiện rồi nó mới bán được thuốc chứ. Bọn nó khốn nạn như thế, ai làm ra cái chất này? Có phải Việt Nam làm không, hay là bọn tư bản nó làm, hay là bọn đa đảng nó làm? Đấy, những cái cảnh như thế này mà chúng nó đâu có diệt được đâu, mà cảnh sát Mỹ giỏi như thế hả? Xong thấy chúng nó dẹp những cái bọn buôn bạch phiến này. Đừng có khoe khoang gì hết, bọn ba que xỏ lá. Một ngày nào á, con cái chúng mày đâm vào những cái con đường như thế này, chúng mày chết cổ chúng mày. Đừng có khoe. Cái cuộc sống nó bao nhiêu là cái lưới. Vướng vào những cái cảnh này rất là dễ các bạn. Một là những người mà ham của lạ rồi ham kiểu như tiền này kia các thứ, dễ bị chúng nó cuốn vào lắm. Mình sống ở đây mình hiểu lắm rồi, mình cũng đã từng bị chúng nó kiểu như là dụ dỗ vào, nhưng mà mình không có dễ gì để cho chúng nó dụ được mình. Nó đơn giản lắm, chỉ cần bây giờ các bạn trong cuộc đời các bạn có bao giờ nghĩ là mình không bao giờ mình buồn chán, mình không bao giờ mình gặp là những cái gì mà thất bại trong cuộc sống. Ai cũng phải gặp những cái trường hợp như thế. Chẳng may gặp một cái như thế rồi những cái đứa bạn bè đấy nó rủ dê rồi đi buông thả một lần thôi, rồi cuối cùng nó thành nghiện ngập đó. Cô đang quay ở đâu, đang ở trong trong clip đó chứ. Đúng rồi, chỉ có Lisa Mộng Vũ mới dám quay trực tiếp tệ nạn xã hội ở nước ngoài. Mình đâu quay trực tiếp đâu, đây là xem ở trên YouTube á. Chưa chưa mình đâu dám đi ra đấy mà quay quay nó nhìn thấy nó đập cho một cái vết nhẹ rồi. Mà ở đây thì không thấy, ở đây nó cũng có nhưng mà ít lắm, nó không đến mức độ như thế các bạn. Nó công khai tiêm chích ở giữa đường giữa chợ rồi á, nó nằm vạ lằm vặt ra như thế mà cảnh sát không có đi để dẹp cái bọn đấy. Nhưng những cái băng đảng nó cũng ghê gớm khủng khiếp lắm ở bên này, đừng có đùa. Chỉ có Lisa. Đâu phải quay trực tiếp đâu. Kênh Bô Sa, phố Bô Sa TV đang chiếu trực tiếp. Anh Lân và anh Nguyễn Hồng Phúc bị một bà khách. Đâu? Bà khách mời tên Chi, bà chụp cho hai anh là Việt Cộng, bà xúc phạm Bác Hồ, bà chửi đồng cả hai anh.
Ôi giời ơi, cái hũ mắm đấy nó từ xưa đến nay nó là như vậy rồi mọi người. Bây giờ chúng nó nói chúng nó là tự do, dân chủ, ai thích cái gì thì thích. Nhưng mà chính bản thân chúng nó đâu có cho ai dân chủ đâu. Cứ ai nói trái ý chúng nó là nó chụp cho cái mũ cộng sản. Chúng nó dọa nhau từ xưa tới nay như vậy rồi. Mà chỉ trong cái cộng đồng của chúng nó dọa chúng nó thôi chứ. Dọa làm sao được những cái người ngoài cộng đồng, những cái người hiểu biết làm sao mà dọa được người ta, đúng không? Chúng nó cũng bảo mình là cộng sản đấy mà. Ừ, tao là cộng sản đấy, tao là gián điệp của cộng sản đấy, chúng mày làm gì được tao? Cấm hết mõm ngay lập tức, cứ nhận là cộng sản đi thì không có đứa nào làm gì được mình hết. Mình cứ ừ tao là cộng sản đấy làm sao, xem chúng nó làm được cái gì. Chả đứa nào làm được cái gì.